Nhân kỷ niệm 47 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng, sáng nay ngày 29 tháng 3, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề cho bí thư chi bộ khu dân cư trên địa bàn thành phố. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết khẳng định, tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa đảng với nhân dân. Trong quá trình xây dựng và phát triển của thành phố, các cấp ủy đảng, từ thành phố đến cơ sở, đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng của các chi bộ khu dân cư. Từ đó có nhiều đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của thành phố, khẳng định vai trò, vị trí của các bí thư chi bộ và các đồng chí đảng viên tại khu dân cư, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào đảng. Trong kết quả đạt được của chi bộ khu dân cư có vai trò hết sức quan trọng của đồng chí bí thư chi bộ. Có thể nói hiện nay đội ngũ bí thư chi bộ khu dân cư trên địa bàn thành phố là những đảng viên có uy tín, bản lĩnh chính trị vững vàng, là hạt nhân đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong chi bộ, thể hiện được vai trò là người đứng đầu, người đại diện chi bộ và tổ chức thực hiện sự lãnh đạo của chi bộ trên mọi mặt công tác tại khu dân cư. Hội nghị lần này tập trung thông tin đến các bí thư chi bộ khu dân cư, những chuyên đề về nhận thức mới về chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam, phát huy giá trị lịch sử văn hóa Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng thành phố, phát triển bền vững và phồn vinh.